chân nhẹ sơn lên cao, hồn tôi dường như bóng chim vương đôi cánh mềm lặng lẽ kiếm chốn nào bình yên, và dòng sông xanh kia nằm im như không muốn trôi, phơi màu áo rêu vô về đánh giấc chưa nghỉ. Giữa tháng 8 rồi. Ủa vậy là sắp đi học rồi hả? Trời, tao chưa có làm cái gì luôn á. Mùa hè gì bỏ đi ra, không có cứu ai hết. Cứu mình đi, cứu mình đi. Đúng quá. Vô sơ cầu ca. Đi vô. Sơ cầu ca kiếm gì mát 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 ăn đi. Đi mệt quá trời ơi. Và chiến dịch nếu kéo mùa hè của chúng tôi bị gián đoạn. Back to school tiếp. Trời ơi, thật sự là đi ngoài nóng quá cho nên là phải vô đây. Vô đây thì mình lại thấy cái món này. Ờ, đúng rồi, là một cái món mà gắn liền với tuổi thơ luôn á. Kem chuối. Kem chuối. Nhưng mà bây giờ lại có thêm là sô-cô-la, bọc sô-cô-la. Ê, mà đặc biệt nhất là tụi mình mua 4 kem là tụi mình được cái gì, lấy. Đây, đây. Đấy là tức là khi mà mình mua 2 cây kem Nestle sô cô la chuối như thế này thì sẽ được tặng một cái túi ship như thế này. Ừ đó. Đây, mình có thể để dụng cụ học tập hoặc là bạn nào mà đi du lịch á thì để những cái đồ dùng. Ừ. Ừ. Tao rất là thích tại vì cái này hay đựng mỹ phẩm được. Ừ. Cái này là cái chục trong trong á, tức là mình có thể nhìn xuyên thấu ở bên trong được. Sẽ ra nè. Thì ôi trời ơi, Nestle lại ra một cái sản phẩm mới nữa mà mình rất là thích. Kem gọi là sô cô la chuối, đó là hai cái vị mà rất là hay được trộn với nhau nha. Nhưng mà lại có ít sản phẩm làm về hai vị này. Hết hồn. Hết hồn con điên. Thực tế là mặc dù là đã cuối hè rồi nhưng mà trời vẫn rất là nóng cho nên là thôi, cái này cứu rỗi linh hồn của tôi. Thơm quá. Những cái ở bên ngoài này nè. Những cái hộp sần sùi như vậy nhìn rất là xấu nhưng mà ăn lại rất là ngon. Ngon quá. Cái kem bên trong nó rất là mềm và thơm. Bên ngoài nó vừa sô cô la và vừa ngũ cốc, nó giòn rất ghê luôn á. Ôi thật sự là mọi người cắn như một phát là nó thơm khủng khiếp luôn, thấy được thơm lắm. Nó có cái mùi tinh dầu chuối rất là rõ. Mùi chuối là một trong những cái mùi mà cô cảm thấy là họ khó để họ làm vị nhất. Đúng rồi, rất là dễ bị nồng á. Một là nó sẽ bị gắt, mà hai là nó sẽ bị không tới được mùi chuối. Nhưng mà cái này nó tương đối là cái vị nó dễ chịu. Thì nó sẽ thơm ngọt và nó hơi béo. Còn sô cô la thì nó sẽ hơi đắng và có thêm ngũ cốc, nó giòn giòn ấy. Ăn nó kiểu nó hòa hợp lại với nhau á. Đúng rồi, bởi vì nhá, cái chuối này bình thường mà nếu như mà người ta làm mà chuối không á thì nó sẽ dễ bị ngọt. Một cây kem nếu kéo cả mùa hè các bạn ạ. Hôm nay là cái ngày về hẹn đi giải cứu mùa hè, giải cứu kiểu gì không biết, ba đứa mặc ba cái concept không liên quan gì tới nhau á. Đều có hoa nhưng mà hoa ba là hoa này không liên quan tới nhau. Hoa này là mọc ban đêm. Hoa này là mọc dọc đường. Còn hoa này là mọc ở đâu trong mấy cái khách sạn á. Đâu trong mấy cái khách sạn chân á. Đó không hiểu luôn, ba loại hoa mọc ba vị trí khác nhau. Cái ngũ cốc này tuy rất là nhỏ nhưng mà kiểu nó là cái điểm nhấn cho cái kem luôn á. Ôi ăn nó giòn giòn thích cực kỳ. Anh có cảm giác như là nó giòn và nó thơm á, anh không có dừng lại. Kem rất là mềm nha. Kem rất là mềm. Ồ ngon quá à. Tao biết chuối này là chuối gì rồi, mùi chuối già hương. Cái chuối xanh á, chuối xanh mà nó dài dài á. Không, cái này chuối chín chứ sao mà chuối xanh được. Không, chuối dạ hương, không, tức là cái chuối đó nó màu xanh. Chuối cái vỏ màu xanh. Cuộc thi đánh chuối bắt đầu. Thơm á. Mày nghĩ chuối gì? Chuối cầu. À đù. Chuối cầu nó nhỏ xíu à. Nói chung là đây là một sản phẩm mình thấy nó khá là vừa miệng, nó không bị quá ngọt hoặc là không bị quá hóa chất. Ăn rất là ngon.
kiểu sự kết hợp này nó rất là thú vị. Nó kiểu trung hòa giữa hai cái lại. Nhưng mà rất là chuẩn. Sự kết hợp nó rất là chuẩn. Và nếu như mà các bạn muốn tìm cái món kem này á, thì hãy tới ngay với Sokoka trên toàn quốc luôn. Thì đang được bán mức giá là có 13.000 thôi. Ở chương trình gì nhờ? Và đang có chương trình Back to School. Ăn kem thật cool. Đó thì sẽ diễn ra là từ bây giờ cho tới ngày 15 tháng 9 luôn thì sẽ được tặng một cái tư ship như thế này. Thì các bạn mua hai cây kem Nestle chuối sô-cô-la như thế này. Cho nên là số lượng thì nó cũng có hạn thôi, cho nên là mọi người nhanh chân đến với các Sokoka nhé. Cái viền sô-cô-la dưới này nó sẽ chắc, nó sẽ giữ cái kem lâu chảy hơn. Không, mà kem cái viền sô-cô-la này cũng rất là bình thường á. Ăn kem sô-cô-la thì cái viền nó hay bị bể và mình phải ăn cả cái miếng đó. Nó sẽ bể, nó sẽ bể từng mảng nhỏ chứ không phải ăn một, có nhiều loại kem ăn một phát là mất luôn cái viền sô-cô-la luôn. Không, nhưng mà mình thấy đây là một cái loại rất là hay, và đặc biệt là cho cái mùa sắp tụ trường rồi, cho nên là hãy níu kéo một chút xíu mùa hè còn sót lại đó. Coi như là tụi mình cụ thì cụ đoán đây là chuối già hương, đây là chuối ngự ương, chuối câu đó. Còn các bạn tới và ăn thử coi là đoán đây là chuối gì thì comment bên dưới tụi mình biết nhé. Và cũng như là thông tin sản phẩm tụi mình sẽ để dưới description cho mọi người có thể đọc được luôn, để nhanh chân tới đây lấy những cái ba lô, những cái túi nhỏ nhỏ xinh xinh như vậy. I am chuối, I am chocolate chuối đó. Rồi vậy thôi, đây là món kem Nestle chocolate chuối tụi mình mua được tại Circle K. Và nếu như mà bạn nào muốn thử thì có thể đến Circle K gần nhất để tìm mua loại kem mới này nhé. Rồi đó, vậy thôi, và video tụi mình tới đây là kết thúc đây. Mọi người đừng quên like và subscribe cho kênh của hôm nay nhiều nha. Chờ mọi người subscribe chậm quá, buồn quá. Nếu như mà lượng sub mà lên cao đến 500.000 chúng ta sẽ có một cái offline vô cùng đặc biệt. Và sẽ có quà, và sẽ có quà cho mọi người nữa, cho nên đừng quên subscribe. Nha. Bye bye. Bye. Quay kem rất là áp lực, ăn lấy ăn để sợ chảy.